Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt. Nếu các bạn muốn xem bản truyện tranh original, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn ở lại xem vui vẻ. Chấp 92. Ta chết, nàng sẽ trở thành quá phụ. Đồng thời, trên không trung nơi vô lượng thiên và thảo thiên cổ thành nằm. Một hình ảnh bị bao phủ bởi một lớp sương mù bí ẩn đang biến thành cung thần, vụt qua với tốc độ nhanh chóng. Nhanh chóng, hình ảnh này rơi xuống thảo thiên cổ thành bên dưới và xuất hiện trên đường phố nhưng các tu sĩ và sinh linh xung quanh dường như như mù mịt hoàn toàn không thể nhìn thấy cô ấy hình ảnh này đi qua cung tiên thành mày nhăn chặt chú ý đến những dấu vết và biến động còn sót lại ở khắp nơi nhưng cô ấy không thể phát hiện ra điều gì theo những tin đồn người kế thừa ma công và trường ca đã giao chiến trong đại lục tây an cổ cổ rồi chịu thua và chạy trốn sau đó tuy nhiên các thế hệ kế thừa ma công vẫn chưa từng thất bại khi đấu đơn độc có thể nói là có nhiều phương pháp và bí kíp vô số mặc dù trường ca được gọi là có phẩm chất chân tiên nhưng dựa vào sức mạnh của anh ta từ những tin đồn, liệu anh có thực sự có thể làm tổn thương kẻ kế thừa ma công? Hơn nữa, ban đầu là chính thiếu chủ của tộc Bạch Hổ, Bạch Liệt gặp tai nạn, anh ấy là hôn phu chưa cưới của tiên nữ Doãn Mi của tộc Cửu Vĩ Thiên Hổ. Lại có Diệp Lăng là anh em kết nghĩa của Bạch Liệt. Từ những người theo đuổi Bạch Liệt, ta được biết, trong đêm đó, Doãn Mi đã giúp Bạch Liệt nhìn thấu tính cách của Diệp Lăng, sau đó đi tìm Diệp Lăng để thanh toán và do đó đã bị tấn công tử vong. Trong đại lục Tây An cổ, tại sao doãn mi sống sót đến cuối cùng mà diệp lăng không chọn giết cô ấy liệu có thực sự vì vẻ đẹp của cô ta hình ảnh này đang thì thầm từ khi rời khỏi tổ nhân điện theo dõi mọi tin tức về kế thừa ma công đó chính là một người kế thừa khác của tổ nhân điện hiện tại tự xưng là tiền tiên truyền sinh vương sở sở hiện tại trong đôi mắt của cô ấy có những ký hiệu đa sắc đang xoay tròn giống như những hình vẽ cổ xưa nhất có thể truy tìm được sự thật của mọi dấu vết miễn là còn sót lại một số dấu vết cô ấy có thể tìm thấy manh mối Thật tiếc, Vương Sở Sở vẫn chưa thể thông qua phép thuật này để tìm ra bất kỳ nguyên nhân nào. Cô ấy nhăn mày chặt, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại bình tĩnh mà không có một chút cảm xúc. Mọi thứ trở nên quá tự nhiên, khiến người ta có cảm giác rằng mọi việc đã được sắp đặt và không có gì đột phá. Thực tế thật sự không giống như mọi thứ đã được sắp xếp hoàn chỉnh, liên kết chặt chẽ và hợp lý, bởi vì tâm trí con người và những sự bất ngờ luôn là điều không thể đoán trước. Mọi thứ quá tự nhiên đến mức có cảm giác như tất cả đã được sắp đặt sẵn và những nhân vật sau đó được đặt vào. Trong vụ việc này, dù có vẻ như diệp lăng là phía chủ động nhưng suốt thời gian qua anh ta luôn là bên bị động bị người khác điều khiển rất có thể diệp lăng có vai trò không thể thiếu trong đó vương sở sở thì thầm cậu ta không có vấn đề vấn đề có thể là ở trường ca hy vọng những quan điểm và phỏng đoán của ta là sai khi nghĩ đến điều này hình ảnh của vương sở sở di chuyển nhanh chóng bay lên cao và hướng đến vùng lãnh thổ của gia tộc trường sinh là người kế thừa của tổ nhân điện cô ấy hiểu rõ hơn nếu trường ca thực sự có vấn đề phạm vi liên quan đến vụ việc này sẽ quá kinh khủng. Kinh khủng đến mức cô ấy không dám đưa ra quyết định dễ dàng, thậm chí không dám tiết lộ sự thật. Hiện tại, cô ấy đã có một số thông tin về sức mạnh kinh khủng của trường ca trên hành trình của mình. Tựa như tổ nhân điện vẫn đứng ở vị trí cao cả, nhưng so với những tồn tại vĩnh cửu và mạnh mẽ như gia tộc trường sinh, sức mạnh của nó không đủ để đối đầu. Trừ khi cô ấy có đủ bằng chứng, có thể chứng minh với tất cả các truyền thống và thế lực rằng trường ca có vấn đề và có liên quan không thể tách rời với kế thừa ma công. Sau cùng, Tất cả chỉ là quan điểm và phỏng đoán của cô ấy. Cô ấy cũng hy vọng. Mọi quan điểm và phỏng đoán đó đều sai, có thể bị trừng ca bác bỏ hoàn toàn và chứng minh sự trong sạch của anh ta. Nếu không, cô ấy chỉ có thể ra tay, đối mặt với áp lực khổng lồ, mang lại sự yên bình và tươi sáng cho thiên hạ. Thời gian này, sở phàm, tại sao cậu luôn làm sai việc, thậm chí không nhớ được loại thảo dược để cho tiểu bạch ăn hàng ngày. Vào thời điểm này, trong không gian cao trên ngoại vi lãnh thổ của gia tộc trường sinh, chín con ngựa trắng tinh, toàn thân đang kéo một chiếc xe ngựa lăn lộn đi qua. Phía sau chiếc xe ngựa, có một nhóm hiệp sĩ cưỡi quái vật đang theo sau. Lúc này, một cô bé đang mắng mỏ một chàng trai trẻ có khuôn mặt trắng như tinh, trở nên ngượng ngùng. Ta hiểu rồi, Châu Nhi tỷ, lần sau ta chắc chắn sẽ không mắc lại lỗi như vậy nữa. Chàng trai trẻ vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng anh thì vừa bức bối, tức giận và những cảm xúc giết chóc đan xen. Hàng ngày anh ta tự cao tự đại, là con trai của vị vua tối cao, nhất định là những gia tộc quý tộc, tôn quý không thể tả nổi, chẳng thèm nói đến một cô gái hầu hạ nhỏ bé. Dù ngay cả tổ tiên của hoàng tộc cổ xưa xuất hiện trước mặt anh, anh ta cũng phải kính trọng lễ nghi, không dám thể hiện bất kỳ hơi thở kiêu căng. Ai có thể tưởng tượng anh lại có ngày hôm nay, đến mức một cô gái hầu hạ nhỏ bé cũng có thể bắt nạt anh đến như vậy. Sự việc này khiến Sở Phàm cảm thấy tức giận, bức bối và thậm chí tuyệt vọng. Bởi vì anh không thể thậm chí chống cự, không thể nói một câu để phản đối. Bị thay đổi linh hồn đột ngột, anh không kịp thích nghi với bất cứ điều gì, ngoài ký ức, không có gì khác với thân thể ban đầu. Anh phải đi cho ngựa ăn. Anh hiểu gì về việc cho ngựa ăn cơ chứ? Việc hèn hạ như vậy trong thời đại mà cha anh trị vì vạn tộc, uy hiếp tám phương, anh thậm chí còn không biết ai là người làm. Ngựa cưỡi mà anh đi săn cũng là quái vật tinh khôi hoàn toàn thuần chủng, làm sao có thể có chuyện cho ngựa ăn như vậy? Điều này khiến Sở Phàm muốn hét lên, la hét thật lớn. Trước danh phận thực sự của mình, ngay cả tổ tiên của tộc Hồ Ly chín đuôi cũng không dám coi nhẹ chút nào. Nhưng bây giờ anh phải cho ngựa của công chúa ăn. Sự trên lệch lớn này khiến anh làm sao chấp nhận, thậm chí hận đến điên cuồng. Thậm chí vũ khí linh hồn mà cha đã rèn riêng cho ta cũng mất rồi, bây giờ ta và một người vô dụng khác có gì khác nhau. Sở phàm không thể kiềm chế cảm giác tuyệt vọng. Mặc dù anh nhớ rõ nhiều phép thuật và bí kíp, nhưng những điều đó chỉ có thể tu luyện phối hợp với dòng huyết của mình. Vì vậy, hiện tại anh không thể làm gì ngoài việc cho ngựa ăn. Không đúng, ta còn có cơ hội, chỉ cần tiếp xúc với sinh linh trên núi thiên hoàng, ta có thể chứng minh danh tính của mình, phơi bày kẻ giả mạo ngày nay. Trong mắt Sở Phàm, ánh mắt đầy quyết liệt nổi lên. Anh không phải là một người dễ chọc giận. Và đối với anh, nguyên nhân gây ra tất cả những điều này hoàn toàn nằm trong người giả mạo kia. Nếu không, ai dám tàn nhẫn như vậy với anh? Dẫn Mi, trong chiếc xe ngựa phía trước, ngồi ren rẽ trong chiếc váy dài màu đỏ, cảm thấy khó chịu và vỗ nền chán. Nghe những lời mắng mỏ từ cô gái hầu hạ phía sau xe ngựa, cô cảm thấy một chút bối rối. Cô cũng không hiểu tại sao, Cậu trai nhỏ trông khá thông minh nhưng giờ đây lại không thể cho ngựa ăn cả. Thậm chí còn nói ra những lời lạ lùng. Nếu không phải vì hành trình xa xôi, sợ ngựa đói trên đường, cô cũng không sẽ đưa cậu ta đi cùng. Khi trước đó thấy cậu bé đáng thương, Doãn Bi đã có lòng chắc ẩn, vì vậy mới chấp nhận nuôi dưỡng cậu bé. Cô ấy chỉ có tâm lý biết cảm thông thời mới lớn, nếu đổi người khác, cũng sẽ như vậy. Sau dãy núi phía trước, chúng ta sẽ đến địa bàn của gia tộc trường sinh cố gia. Chúng ta sẽ gặp chủ nhân. Doãn Mi nhíu mày nhỏ, trên gương mặt không khỏi hiện lên sự mong đợi và hân hoan, cả chín búi lông cáo màu trắng tơ của cô ấy cũng trên lưng, nhẹ nhàng lay động. Sở phàm, cậu lại nhầm lẫn các loại thảo dược linh để cho tiểu bạch ăn rồi à? Có phải gần đây cậu mơ mộng ban ngày quá nhiều, đầu óc đang mờ nhạt, ngôi núi thiên hoàng này làm đầu óc cậu đã bị lơ mơ rồi à? Núi thiên hoàng là nơi mà cô có thể nói thoải mái sao? Lúc này, tiếng mắng mỏ từ cô bé hầu gái phía sau lại vang lên, điều này khiến Doãn Mi không nhịn được một tiếng cười, thấy việc này rất thú vị cậu bé của cô ấy thậm chí đã mơ mộng đến chính mình trở thành người kế tục của núi thiên hoàng khi đó có thể nói cho chủ nhân nghe doãn mi cười không thấy có gì lạ đối với các tộc trên núi thiên hoàng thật sự mang ý nghĩa khác thường như những sinh linh của các tộc cổ đại đều biết về sự tồn tại của vương thiên hai từ vương thiên đó đã đủ để nhìn thấy sức mạnh vô địch của hắn thậm chí có lời đồn rằng người vương thiên này đã đánh bại nhiều thần tôn trong thời kỳ cổ xưa sau hàng triệu năm thành đạo bước vào con đường tiên lộ tu lực áp đảo vạn vật anh trai nghe nói anh định xuất thế rồi trong lúc các tông giáo đường truyền đang đến nhà trường sinh cố ra để tham dự bữa tiệc núi thiên hoàng trên không trung một tòa đại điện ẩn giấu trong hư vô bao phủ bởi không gian hỗn độn vô tận ánh sáng thần tràn ngập ánh sáng báo hiệu lộ ra những format của âm điệu tiên đan tại đây giao hoán giống như một trường đạo cổ xưa vang lên âm thanh của mọi nguyên lý sâu xa vĩ đại một chàng trai trẻ tuấn tú mặc áo trắng khắp cơ thể được bao quanh bởi ý tiên và các ánh sáng quy tắc trông vô cùng tao nhã có một âm thanh cổ điển ngàn năm tự nhiên hiện ra xung quanh cơ thể hắn. Mặt trời, mặt trăng, sao chổi, núi sông biển lớn, tươi như giải sao sáng trên bầu trời. Hắn ngồi quỳ ở đây, giống như trung tâm của trời đất, mỗi hơi thở toát lên sức mạnh và cao quý. Lúc này, một cô gái xinh đẹp tóc bạc nói, vóc dáng cao giáo, mái tóc mượt mà, trong đôi mắt tỏa sáng ánh bạc, cô ấy mặc áo tiên ngũ sắc, kết hợp với từng sợi thần lực mềm mại bao quanh. Ngay cả các phụ kiện trên cơ thể cô ấy cũng là các công cụ ma pháp mạnh, treo xuống là những chuỗi sợi thần bảo. Tài năng cùng vị trí của cô ấy không hề kém cạnh chàng trai trước mặt, bởi vì hai người là anh em, cha của họ chính là Vương Thiên, từ thời kỳ cổ đại đã được niêm phong đến thời đại này nhưng vẫn chưa từng xuất quan. Ngày hôm nay, bất ngờ nghe tin anh trai định xuất thế, cô gái tóc bạc đã bị sốc, không kìm được lòng tò mò đến hỏi chân tướng. Theo lời cha của họ để lại, hiện tại chưa đến lúc hai người xuất quan. Dù khả năng tu luyện của hai người mạnh hơn rất nhiều so với nhiều thiên tôn trẻ tuổi hiện nay, nhưng không có nghĩa là bây giờ đã đến lúc xuất quan. Trong sự tính toán của cha họ, thời điểm hai người xuất quan, ít nhất cũng phải là trước và sau khi con đường thành đạo hiện ra. Bây giờ có phải là quá sớm? Vị trí của hai người quá cao quý, là con của Vương Thiên, nếu một khi xuất quan, có nghĩa là gây xôn xao khắp nơi. Ngay cả các tộc cổ đại ngày nay cũng sẽ không ngồi yên. Nghe lời, Vương Xương mở mắt, nói bình thản, "Em có vấn đề gì với việc này?" Trên khuôn mặt không có biểu hiện bất thường nào. Ngay cả Vương Ngọc, em gái của anh cũng không thấy có gì lạ. Qua thời gian tìm hiểu, anh ta đã nắm được nhiều thói quen và tính cách của Vương Sương, không để ai nhận ra sự khác biệt vì những vấn đề nhỏ nhặt. Vì vậy, thích nghi với danh phận này không gây khó khăn cho Vương Sương. Chỉ là anh ta mất nhiều ký ức, khi làm việc và nói chuyện, anh ta phải cẩn thận hơn. Dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng ít ra đã thấy heo chạy. Lúc này, chỉ cần giữ bí mật, ai dám nghi ngờ danh tính của anh ta, ai có thể nhận ra anh ta là hàng giả. Đây là một vấn đề đòi hỏi can đảm ngay cả bộ cốt trúc được vương thiên tạo ra dành riêng cho anh ta cũng không có bất kỳ biểu hiện nào vì vậy anh ta không cần lo lắng và quan tâm đến những điều đó cuối cùng cũng chỉ là phải giả vờ vương hoàng tử người mà anh ta đã từng mơ ước ghen tị và thậm chí đến mức điên cuồng không ngờ rằng có một ngày anh ta thật sự trở thành người đó khi nghĩ đến những điều này trong lòng vương sương không thể kìm nén được sự xúc động và hào hứng bây giờ anh ta là vương sương vương hoàng tử chi phối toàn bộ thiên hoàng sơn chủ nhân của thiên hoàng sơn trong tương lai thậm chí cả vạn tộc cổ đại cũng phải kính phục và không dám không tôn trọng khi gặp anh ta. Hơn nữa, anh ta đã sở hữu tài năng và thể chất kinh khủng của vương hoàng tử, bao gồm cả thân thể bất khả xâm phạm và sức mạnh vô cùng mạnh mẽ được tạo ra từ các tinh hoa và nguyên liệu tiên giới. Vương Dương tự tin rằng sau khi xuất thế, anh ta vô địch khắp nơi, thậm chí cả với giai nhân tuổi trẻ hàng đầu như Cố Trường Ca cũng có thể đối đầu. Không có vấn đề, vì là huynh trưởng quyết định, ta tất nhiên sẽ tuân theo huynh. Mặc dù Vương Ngọc đang băn khoăn, nhưng Vương Dương không giải thích, cô ấy cũng không thể tiếp tục hỏi hơn nữa sau khi ở trong thiên hoàng điện trong một thời gian dài cô ấy cũng muốn đi ra ngoài không muốn ngày qua ngày chỉ luyện công như vậy trước đây cô ấy đã đề nghị với vương sương rằng muốn ra ngoài tham quan kết quả đã bị anh ta mắng mỏ một trận nhưng bây giờ khi vương sương tự nguyện hạ sơn chắc chắn là có ý đồ của anh ta khi ta chỉ là một kẻ chăn ngựa nghèo khó em là những đám mây chín tầng không thể chạm đến còn ta chỉ là một giọt bùn trong vũng lầy chúng ta cách nhau một trời một vực không thể đạt tới nhưng bây giờ khi ta đã thay đổi đã trở thành người quý giá nhất trong vạn tộc cổ đại sau khi vương ngọc đi ra trong tâm trí vương sương xuất hiện những khúc mắc và khao khát nói nhủ trong lòng anh ta mãi mãi không thể quên lúc đó khi anh ta sắp chết đói người đã giúp anh ta và chiếu sáng cho anh ta trong bóng tối và người đã truyền cho anh ta phương pháp tu luyện và dẫn anh ta lên con đường tu luyện tỷ à ta biết tỷ không chỉ thương ta nếu không tỷ cũng không đứng ra khi ta bị chế giễu và bắt nạt đối với tỷ ta không giống như những kẻ chăn ngựa khác ta là đặc biệt. Đúng không hả? Lúc này, trong mắt Vương Sương hiện lên nhiều kỷ niệm. Mỗi lần sau khi đã cho ăn cho Tiểu Bạch, anh ta luôn hào hứng chờ đợi, chờ đến khi tỷ tỷ đến gặp Tiểu Bạch và mỉm cười với anh ta. Vì danh tính của ta, tỷ không thể để lộ quá nhiều, ta hiểu, ta hiểu lòng Doãn Mi tỷ rồi. Nhưng bây giờ không sao, ta sẽ đứng đầu trước mặt tỷ một cách công khai. Doãn Mi, nếu em muốn khôi phục hồ ly cửu tộc, ta cũng có thể giúp em. Trong mắt Vương Sương, dần dần hiện lên một tâm tình gọi là mê muội, dường như sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Nếu cố trường ca có ở đây, anh ta sẽ biết thế nào là một tay chó dẫn theo ý mình. Vương Dương biết về địa điểm tiếp theo của Doãn Mi, mặc dù chỉ là một người chăn ngựa, nhưng anh ta cũng hiểu rõ rằng trong thời gian gần đây, kẻ kế thừa ma công đã hoành hành và chỉ có cố trường ca mới giúp cô ấy thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ, Vương Dương sẽ tự nguyện giúp cô ấy để trả ơn ngày đó. Sau đó, cả núi Thiên Hoàng dậy sóng, nhiều đại lão trong bộ tộc cổ đại do Thiên Hoàng để lại đều bị kinh ngạc, trong váng không tả được. Bởi vì hoàng tử Vương Xương thật sự muốn xuất thế sớm, anh ta bất chấp lời khuyên và cản trở của mọi người, cứng đầu. Trong điện lớn, nhiều khách mời đã tập trung, rất nhộn nhịp, đều là những người quan trọng từ các phương trời, những người tồn tại mà trong thường ngày không dám nghĩ đến. Không ít những người mạnh khủng bố có tin đồn như đã chết đi, lại đến đây, đặt tặng lễ chúc mừng mẹ của Cố Trường Ca. Trên thực tế, trong mắt họ, trong gia tộc Trường Sinh, là một trong những gia tộc cổ đại nhất và bí ẩn nhất nó dường như đã tồn tại vĩnh cửu từ thời kỳ cổ đại nhất sau nhiều thảm họa nó luôn cho mọi người một cảm giác rằng thế giới có thể sụp đổ nhưng nó không bị phá hủy tất cả đều bị xóa bỏ nhưng nó vẫn tồn tại không ai biết tận cùng của gia tộc cố ra có thể đáng sợ như thế nào nhưng bất kể là thế nào bất kỳ thế lực nào đều không dám coi thường ngay cả vương tử cầm cũng cảm thấy ngạc nhiên chú ý đến một người trong điện lớn có địa vị đáng sợ anh ta cứ như chim di vút bay vào điện lớn của gia tộc trường sinh có vẻ như định đi thăm một người bạn cũ như vậy không tránh khỏi làm cô ấy ngạc nhiên mặc dù trường sinh vương gia cũng mang danh gia tộc trường sinh nhưng so với gia tộc trường sinh cố gia có vẻ như luôn thiếu điều gì đó thiếu cái gì đó cuối cùng cô ấy lắc đầu và thì thầm nhận ra mắt mình đã hạn chế hẹp hỏi cô đã nghĩ rằng với tư cách là người xuyên không cô có thể nhìn ra toàn bộ thế giới nhưng cô nhận ra rằng cô thật sự hạn chế đã coi thường nhiều người và thế lực đối với vương tử cầm luôn tự tin mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cô điều này không khác gì một cú sốc lớn cô nương, ta đã nói rồi, cô đã coi thường những tài năng trẻ trên thế giới. Bây giờ nhiều người nói rằng, trừ khi có những vị hoàng tử, những vị hoàng tử cổ đại xuất hiện, hoặc những vị vua trẻ đã từng vượt trội hơn tất cả, nếu không, không ai trong thế hệ trẻ sẽ là đối thủ của trường ca thiếu chủ. Tiểu nương tử đầy ngưỡng mộ đối với cố trường ca, như một cô bé hâm mộ đến cực điểm. Vương tử cầm cười mỉm khi nghe, thực sự mong những vị quân vương vượt trội nhất xuất thế, ta cũng muốn xem khả năng thực sự của trường ca huynh. Nhìn cố trường ca, trong lòng cô cũng không khỏi nảy sinh tinh thần tranh đấu. Trước đây, cô hoàn toàn không có cảm giác này, bởi vì trong Cố Trường Ca, cô cảm nhận được sức ép, cô hoàn toàn không thể đoán được Cố Trường Ca. Nếu không phải vì lý do sợ tiết lộ danh tính của mình, cô đã không thể nhịn được mà muốn đấu đá với Cố Trường Ca. Trong điện lớn trắng lệ, khách mời thích thú nói chuyện về đủ thứ, rồi đưa ra lời chúc mừng. Cha của Cố Trường Ca, Vương Lâm Thiên, xuất hiện, tu vi kinh khủng và bao la, không ai biết đã đạt đến mức độ nào. Anh xuất hiện đầu tiên Gương mặt mờ nhạt, bây giờ đang trò chuyện với tất cả khách mời. Cuối cùng, mọi người không có sự nhất trí mà đề cập đến thế hệ trẻ. Không còn nghi ngờ gì, Cố Trường Ca tự nhiên là người nổi bật nhất trong thế hệ này, ngay cả những người mạnh của thế hệ trước cũng không dám coi thường khi nhắc đến anh ta, cần phải kính sợ. Việc liên quan đến lục địa tiên cổ đã làm đảo lộn thế giới. Mọi người không dám tưởng tượng rằng điều này có thể được một người trẻ tuổi thực hiện, nhưng thực tế là như vậy. Cố Trường Ca, thiếu chủ của gia tộc Trường Sinh Cố gia, người kế tục của Đạo Thiên Tiên Cung thiếu chủ của đạo thần thái sơ người kế tục của cổ thần luân người nắm giữ quyền lực của nhiều bộ tộc tiên cổ với nhiều hào quang trên người khiến mọi người thán phục và im lặng trong một thời gian dài về uy lực không ai trong thế hệ trẻ có thể sánh bằng cố trường ca ngay cả nguyệt minh không cũng còn kém xa cố trường ca là mặt mũi của gia tộc trường sinh cố gia khi nghe những lời tán thưởng này nhiều thành viên trong gia đình trường sinh các trưởng lão trong gia tộc cũng rất vui mừng và tràn đầy sáng rỡ trên gương mặt trên đời này ai không thích nghe lời tốt lời nịnh nọt mặc dù nhiều biện pháp của cố trường ca làm người ta sợ hãi không thể coi là vinh quang nhưng nó vẫn khiến nhiều thành viên trong gia tộc trường sinh hài lòng đặc biệt là việc cố trường ca đưa cố tiên nhi trở về và hòa giải không ít khác biệt đã giải quyết một phần danh xưng thiếu chủ của cố trường ca trong mắt họ là hợp lý có thiếu chủ như vậy gia tộc còn gì để lo cái nhìn ban đầu đã sai rồi chị minh không ở góc của đại điện với gương mặt tuyệt đẹp mặc váy tiên nhẹ nhàng phong thái trong sáng và kiêu ngạo như một linh hồn tinh khiết không tì vết Cố Tiên Nhi, lúc này đang nắm tay Vương Minh Không và thì thầm. "Tiên Nhi." Vương Minh Không mang nét hiền hòa trên mặt. Hai người trò chuyện, sau khi vào lục địa tiên cổ, họ đã chia tay và mới gặp lại được bây giờ, có rất nhiều lời muốn nói. Sau khi trở về gia tộc Trường Sinh, mọi đặc quyền của Cố Tiên Nhi, bất kể địa vị hay vị trí gì, đã đạt đến mức con cưng trong tay gia đình Trường Sinh. Một thời gian, cô ấy thậm chí còn không thể phản ứng nổi. Tuy nhiên, cô ấy không quên kế hoạch ban đầu của mình. Do đó cô ấy đã lén lút tìm hiểu thông tin từ những người trong gia tộc và đặc biệt là các trưởng lão của mình về những điều xảy ra trong quá khứ. Dù sao, cô đã thể phải tìm ra những bí mật không rõ của Cố Trường Ca. Kết quả, cô ấy đã phát hiện ra một số manh mối. Những người hộ sinh đã trợ giúp sinh Cố Trường Ca không còn ở trong gia tộc Trường Sinh, không biết đã đi đâu. Nhưng rõ ràng, họ đã được các thành viên của gia tộc Cố Trường Ca giải quyết. Điều này khiến Cố Tiên Nhi không thể không bất ngờ. Cô không hề ngốc nghếch và tự nhiên nhìn thấy lý do đằng sau việc này khi cố trường ca sinh ra, chắc chắn có điều gì đó đi kèm. Nếu không, không thể gây ra phản ứng lớn như vậy. Tất cả những người biết về tất cả những điều này vào ngày đó đã được lén lút giải quyết. Mọi thứ dường như hoàn hảo, không có điểm yếu, nhưng một lỗ hổng rõ ràng như vậy, người nhìn sẽ biết ngay lập tức rằng họ muốn che giấu điều gì về người hậu duệ cố trường ca. Đối với cố tiên nhi, điều mà họ muốn che giấu chính là bí mật lớn nhất của cố trường ca. Cô nhanh chóng thông báo tất cả điều này một cách kín đáo cho Nguyệt Minh không. Trừ Nguyệt Minh không ra, trong gia đình Cố gia, có lẽ tất cả mọi người khác ngay cả khi biết chuyện này cũng sẽ im lặng và không dám đề cập nhiều. Lúc này, sau khi nghe xong, Nguyệt Minh không cũng rơi vào sự im lặng sâu sắc. Ý em là khi Cố Trường Ca sinh ra, thực ra đã xuất hiện vấn đề. Những năm qua, Cố Trường Ca, Nguyệt Minh không nói, với đôi lông mày nhíu chặt, cô không biết nói những gì nữa. Cô đang suy đoán liệu việc mà Cố Tiên Nhi nói có liên quan sâu sắc đến sự thay đổi tính cách của Cố Trường Ca trong kiếp trước và kiếp này hay không, và mục đích của Cố Trường Ca khi đi xuống hạ giới. Liệu có liên quan đến sự việc này không? Trong một khoảnh khắc như vậy, cô cảm thấy như trong đầu mình đang điện chớp, như thể chỉ cần bắt lấy một thứ gì đó, tất cả những bí ẩn này sẽ được giải quyết. Điều này rất quan trọng. Rõ ràng, bố mẹ của Cố Trường Ca cũng đang giấu điều gì đó, không có ý định nói với cô. Sự việc này có thể là bí mật mà Cố Tiên Nhi đang nói lúc này. Ừ, trong những ngày qua, ta luôn cảm thấy rằng Cố Trường Ca đã có kế hoạch từ khi khai quật đạo cốt của ta, và giờ đây cũng như vậy. Trước tiên làm ta căm ghét anh ta, sau đó tìm cách trả lại đạo cốt cho ta. Trong quá trình đó, anh ta còn cố tình trở nên lạnh lùng với ta, dự định khiến ta ghét anh ta. Thực ra, anh ta định mài rũa ta, nhưng sức mạnh của ta vẫn không thể sánh bằng anh ta, khiến anh ta cảm thấy thất vọng. Cô Tiên Nhi gật đầu và nói, đưa ra những suy đoán của cô trong những ngày qua, đặc biệt là phân tích hành động của Cố Trường Ca. Cô không ngốc nghếch, được nhiều người lớn dạy dỗ kỹ càng, chỉ là trước mặt Cố Trường Ca, cô luôn gặp trở ngại và trở nên hơi ngốc nghếch. Lúc này, trong đôi mắt của Cố Tiên Nhi có nhiều ánh sáng lấp lánh, cô không nghi ngờ nhận định của mình. Trong những ngày trở về gia đình Cố gia, cô phát hiện rằng gia tộc của mình, ngay cả khi đối mặt với áp lực từ gia tộc Cố Trường Ca, vẫn không chỉ bị đàn áp mà còn được phân bổ nguồn lực tu luyện nhiều hơn so với trước đây. Mặc dù có lẽ có lý do rằng gia tộc Cố Trường Ca muốn bù đắp, nhưng từ một khía cạnh khác, đó cũng là sự ân hận và trả lời cho những sự việc trong quá khứ. Cố Tiên Nhi không có chút ác cảm nào đối với gia đình Cố gia. Hiện nay, chỉ cần biết khi mà cố trường ca ra đời đã xuất hiện điều gì dẫn đến những sự việc tiếp theo cố tiên nhi nói với đôi lông mày trao trọng tầm mơ này sẽ sớm tan biến nhưng cảm giác mờ nhạt vẫn khiến cô muốn điên đảo ước ao mở lòng cố trường ca để xem anh ta đang nghĩ gì tuy nhiên tất cả mọi người trong cố gia đều như lạc mất trí nhớ hình như không biết gì cả chỉ có thể nói rằng vào năm đó cố gia của cố trường ca giữ bí mật quá tốt về những sự việc ấy lúc đó khi sư phụ ở đỉnh núi nói rằng cố trường ca có bản tính ma quỷ liệu có phải chính điều này không nhưng sau đó ông ta lại nói rằng những việc mà cố trường ca đã làm dù giống như ma nhưng không phải ma cố tiên nhi lầm bầm nhớ lại những lời sư phụ đã nói khi gặp cố trường ca ở đỉnh núi câu nói ấy cô nhớ rất rõ và hiện tại cô vẫn chưa quên bản tính ma quỷ khi nghe những lời này nguyệt minh không nhúng mày nhẹ và bất giác liên tưởng đến việc cố trường ca mang truyền thừa ma công đến tận thời gian tuy nhiên cô cũng chưa từng nghe về bất kỳ điểm đặc biệt nào về những người trước đây đã truyền thừa ma công đơn giản chỉ là nhận được cơ hội vô cùng tình cờ sau đó mới bắt đầu tu luyện gây ra hỗn loạn trong thiên hạ giữa hai việc này có lẽ không có điểm gì đặc biệt nguyệt minh không cảm thấy mình nên điều tra kỹ hơn về vấn đề này bản tính ma quỷ rất nhiều thứ đều chứa đựng bản tính ma quỷ từ khi sinh ra đối với thiên tài sở hữu linh hồn ma quỷ từ khi chưa định hình linh khí ma quỷ từ khi chưa xuất hiện càng thêm vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến dòng họ phía sau cố trường ca lại giữ bí mật cẩn thận như vậy không để cho bất kỳ ai trong gia tộc và bên ngoài biết đến. Và tại sao Cố Trường Ca lại tấn công Cố Tiên Nhi khi cô còn nhỏ tuổi, đào ra đạo cốt của cô? Với những nghi vấn như vậy, Nguyệt Minh không trở lại chỗ ngồi của mình. Còn Cố Tiên Nhi chính bản thân cô không quan tâm tới cảnh tượng như vậy. Cô liếc nhìn Cố Trường Ca đang trò chuyện với nhiều vị thiếu tôn trẻ tuổi, rồi rời khỏi đại điện, chuẩn bị điều chỉnh trạng thái tu luyện, chuẩn bị cho việc thức tỉnh huyết mạch Cố gia trong Hồ Nguyên Phùng. Tiến vào Hồ Nguyên Phùng trong đền tổ Cố gia. Cơ hội như vậy dù là đại cố gia thì cũng rất quý hiếm mỗi thế hệ không quá năm người bởi vì mở hồ nghiên phùng tốn rất nhiều và đáng kinh ngạc ngay cả cố gia đại thọ cũng cảm thấy đau lòng một số nguyên liệu cần thiết để mở hồ nghiên phùng không thể thay thế chỉ cần dùng ít là sẽ thiếu đi đối với những người trẻ tuổi tham gia lợi ích và cơ hội đều đáng kinh ngạc cố tiên nhi cũng rất hứng thú vì nó có thể nâng cao tu luyện của cô dù sau đó cô sẽ nhập hồ cùng cố trường ca sau đó trong đại điện mờ ảo rượu tiệc được dọn lên rượu trường sinh thơm phức màu sắc đậm đặc, đã được ủ trong hàng triệu năm. Uống một vài chén, không đạt thành cảnh giới tu luyện, khách mời sẽ cảm thấy có chút say mềm. Ngay cả những hiện thân thánh kinh cũng có vẻ say xưa. Đó là sự kỳ diệu của rượu trường sinh, mùi vị mà mỗi người thưởng thức phản ánh theo từng trạng thái khác nhau. Trên bàn tiệc có rất nhiều loại trái cây thần tiên, thể hiện sự sâu sắc của cố gia trường sinh. Chẳng hạn như quả thiên vương sinh hóa, quả nhỏ như lòng bàn tay, trong suốt và có thể nhìn thấy một luồng hơi linh thiêng bao quanh. Ngoài ra, nó còn chứa trong đó các quy tắc và cách thức của đại lộ giúp các tu sĩ cảnh tạo linh hồn rất khó tìm thấy ở bên ngoài nhiều khách mời thử một chút cảm thấy có khí linh trong cơ thể sau đó một luồng năng lượng kỳ diệu tràn đến triệu triệu chi nhớ thân hồn của họ cũng trong trạng thái tinh khiết hơn một chút khi tiệc đang diễn ra giữa chừng nhiều thiếu tôn trẻ tuổi bước tới một thời gian sau đó nhiều nam thanh niên trẻ tuổi đôi mắt trừng tròn đầy ghen tị khi nào ta mới có thể khiến nhiều tiên nữ này nhảy cùng mình người so sánh thật sự phải ghen tị chết, làm sao có một người đàn ông hoàn hảo như Cố Trường Ca trong thế gian này. Khá nhiều tiên nữ trẻ tuổi không thể không thừa nhận rằng Cố Trường Ca có sức hút đối với phái nữ là rất lớn. Và trong một chốc, đã đến giữa tháng, nhưng có hơi tiếc, sau khi xem qua mọi người, ta không thấy ai có tài năng đáng chú ý, thật đáng tiếc khi ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào điều này. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, có lẽ ta quá mạnh mẽ, trừ các tiên tài thiên sinh như Vương Tử Cầm, khó có thể tìm được ứng cử viên phù hợp. Cố Trường Ca mặc áo trắng tinh khôi, Duyên dáng và lịch lãm, toát lên vẻ dáng thẳng đứng. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt anh, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ ẩn giấu của nhiều tiên nữ. Tiếc thay, ngoài Nguyệt Minh không đứng bên cạnh, không ai có thể nghe rõ lời than thở tiếc nuối của Cố Trường Ca. Ánh mắt của anh quét qua nhiều vị thiếu tôn trẻ tuổi xung quanh, bao gồm Vương Tử Cầm, Yến Lăng Thiên và những người khác, dường như rất thất vọng. Nghe được lời đó, bộ mặt của Nguyệt Minh không rất bình tĩnh, trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về những gì Cố Tiên Nhi nói với cô. Gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt sáng bừng mái tóc mềm mượt, mặc chiếc váy dài tinh xảo và tinh tế, cô ngồi bên cạnh anh. Cô liếc nhìn Cố Trường Ca đang ngồi cạnh mình, không nói gì. Nếu như trước đây, nghe Cố Trường Ca than thở như vậy một cách thản nhiên như vậy, cô chắc chắn sẽ cảm thấy dùng mình và phải cảnh giác và đề phòng Cố Trường Ca. Bởi vì điều đó có nghĩa là Cố Trường Ca đang lên kế hoạch điều gì đó, giống như lần trước khi đổ trách nhiệm về người kế thừa Ma Công cho Diệp Lăng. Bây giờ anh nói như vậy, rõ ràng là đang đánh vào ai đó. Chỉ là bây giờ, Nguyệt Minh không cảm thấy điều đó có gì rất tự nhiên hoàn toàn không ngạc nhiên thậm chí cảm thấy rằng cố trường ca như vậy mới là người mà cô quen biết nhất trước mặt cô anh ta không có bất kỳ sự quan tâm nào và tự nói những lời này giống như tự nói nhưng rõ ràng đang cố ý nói cho cô nghe minh không liệu em có thể giúp chồng mình giải trừ những lo lắng không và lúc này trên khuôn mặt của cố trường ca mang theo nụ cười anh ta đột nhiên nắm lấy tay tinh xảo của cô dưới chỗ ngồi của cô nguyệt minh không bất ngờ đây là lần đầu tiên sau lần chia tay trước đó mà cố trường ca tự nguyện nói chuyện với cô đặc biệt là theo cách thân mật như vậy. Cô trầm mình một chút, đầu óc bỗng dưng có chút chóng mặt, trong một khoảng thời gian không hiểu Cố Trường Ca định làm gì. Rõ ràng lần trước ở vùng núi Bách Hoành ở Tiên Cổ Đại Lục, những lời đã làm tổn thương anh ta, cuối cùng dẫn đến mối quan hệ giữa hai người rơi xuống điểm đáy. Liệu anh ta đã không còn quan tâm nữa, đã tha thứ cho cô chưa? Điều này khiến Nguyệt Minh không không thể không cảm thấy vui mừng trong lòng. Muội phải làm thế nào để giúp huynh? Ngay lập tức, Nguyệt Minh không lên tiếng hỏi, ép bản thân bình tĩnh. Nhưng trái tim vẫn đập nhanh, bất kể như thế nào cô không thể giữ được sự bình tĩnh trước cố trường ca cô đã nghĩ rằng đã có sự chia cách giữa cô và cố trường ca việc muốn nhận được sự tha thứ và niềm tin của anh ta một lần nữa dường như trở nên vô cùng khó khăn sau cùng lòng của cố trường ca không thể đoán được cố trường ca có vị trí của cô trong lòng nhưng không quá nhiều về ý nghĩ này nguyệt minh không chưa bao giờ thay đổi chỉ là cô sẵn lòng chờ đợi cố trường ca chờ ngày mà trái tim của cố trường ca mở ra cho cô minh không à Em nghĩ bây giờ chồng em nên làm gì, không tìm được người phù hợp để chịu trách nhiệm, những tài năng trẻ tuổi này đều quá yếu đuối, những nhân vật có thực lực thật sự vẫn chưa lộ diện. Và sắp tới, những người từ thiên tổ điện sẽ tìm đến ta. Khi đó, sau khi chồng em chết, em sẽ trở thành người quá phụ. Cô trường ca mang theo nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng nói vào tay cô, trong mắt người khác, điều này trông giống như hành động thân mật của hai người yêu nhau. Và cố trường ca, trông cũng như đang gặp khó khăn thực sự, đang hỏi Nguyệt Minh không. Nguyệt Minh không không quan tâm đến những lời đùa của Cố Trường Ca, bình tĩnh lại và nói: "Người kỳ quái cổ đại kia, tên là Vương Tử Cầm, không phải là người phù hợp nhất à?"